Xin chào tất cả các bạn, mình là Geek Devil Gamer. Và ngày hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn. Các bạn hãy lắng nghe mình nhé. Câu chuyện được mang tên Ba Chú Heo Mập Như Con Chó vậy. Như các bạn cũng đã biết, mọi câu chuyện ngày xưa đều bắt đầu bằng chữ ngày xưa. Và câu chuyện của mình cũng không phải là ngoại lệ. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hồi đó... Sao mới nói là câu chuyện này cũng bắt đầu bằng ngày xưa? Chuyện của tao muốn kể gì tao kể. Gây. Rồi, hồi đó có ba chú heo con. Một chú thì xây nhà bằng gôm, một chú thì xây nhà bằng gỗ, và một chú thì xây nhà bằng gạch. Các bạn có bao giờ tự hỏi là những vật liệu đó những chú heo của mình đã tìm ra bằng cách nào không? Đó, chú heo xây nhà bằng rơm thì chú heo tất nhiên là phải lấy rơm ở ngoài đồng rồi. Đó, chú heo xây nhà bằng gỗ thì chú heo đó ăn cắp của bác điều phu. Chú heo mà xây nhà bằng gạch thì chú heo đó ra cái chỗ mà bán gạch á, chú heo đó gặp bác công nhân và chú heo đó nói với bác công nhân rằng: bác ơi, bán cho cháu 1000 viên gạch để cháu xây nhà. Thì các bạn biết là bác công nhân đó nói gì với chú heo không? Trời đất mẹ ơi, con heo biết nói à! Và bác công nhân chạy mất tiêu. Sau khi bác công nhân chạy đi mất tiêu thì chú heo không thể nào mà mua gạch được nữa, cho nên chú heo buồn bã và bước về nhà. Trên đường về nhà thì chú heo đã gặp con chó sói. Trên đường về nhà thì chú heo lại gặp những quả bóng cười. Thế là chú heo quyết định là đập những quả bóng cười, chứ không hít những cái bóng này. Hít vào sẽ gây tổn hại tới phổi và thận của chú heo rất là nhiều, cho nên là chú heo không thèm hít. Trời ơi, chú heo phát hiện một con chó sói. Bây giờ chú heo một con chó sói nữa. Chú heo đập chết mẹ con chó sói luôn. Ồ, thì ra là con chó sói giả cô bé Hoàng Khăn Đỏ kia. Ồ, đánh văng cái quần xì của con chó sói lên luôn. Cầm cái giỏ chọi chết mẹ một con chó sói khác. Và hai ba con chó sói lại ném dao vào chú heo. Chú heo cầm con dao ném trả lại con chó sói. Có một con chó sói nó cầm cái đại đao luôn chứ, ghê thiệt. Trời ơi, chú heo đã chọi lủng con mắt con chó sói kia rồi. Và chú heo vẫn tiếp tục là ra những combo của mình. Trời đất ơi, có chú heo, có con chó sói tình yêu Cupid nữa. Liệu chú heo có đánh bích con cu của Cupid không? Thì chúng ta phải theo dõi tiếp các bạn nhé. Tại sao mà quầy chó sói này có thể mà nhây như vậy nhỉ? Cứ lao vào chú heo, mặc dù là chú heo còn có 4 thanh máu mà thôi. Dù có chọi vô mắt của những con chó sói này, có vẻ như là tụi nó cũng không có quay trở lại. À trời ơi, tao chém chết mẹ tụi bay hết nè. Hư. Cầm cái đại đao chém chết mẹ mày. Ây da. Thế là chú heo cứ ảo tưởng sức mạnh mình là Lý Tiểu Long và đấm đá đủ thứ. Có một con chó sói tự nhiên bay tên lửa, chả liên quan gì hết trơn vào cái câu chuyện này. Đánh văng cả đầu những con chó sói khác luôn, ghê thiệt. Rồi chú heo chết mẹ luôn. Thế là chú heo quyết định là phải chơi lại và đi tiếp. Một con chó sói đang lao vào chú heo. Con chó sói này tại sao nó không sử dụng răng của nó nhỉ? Ồ, con chó sói dạ dạng bác Tiều Phu. Bác Tiều Phu ơi, đừng bú cô cháu. Đừng bú cô cháu bác Tiều Phu ơi. Bác Tiều Phu chết luôn. Ây da. Thế là chú heo đã hụp xuống và cái con dao đâm thẳng vô mặt con chó sói. Cái rừng này nhiều chó sói quá vậy. Đúng là mấy con chó này xuất hiện mọi nút mọi nơi. Rồi nổi quả tên lửa luôn mà không có chết ai hết. À, con chó sói giả bác công nhân. Hồi nãy mày không chịu bán gạch cho tao mà tự nhiên bây giờ mày cầm máy cưa mày chém tao mày. Ây da. Trời đất ơi, đập vô đầu nó quá trời luôn mà nó không chết. Sao tụi nó cứ chơi ném dao vậy ta? Đây là chú heo con phiên bản Lý Tiểu Long. Hừ, sao?
Lúc thì mình nhảy qua được, lúc thì mình không nhảy qua được. Có một con chó sói giả con cu bích, bánh cho bích con cu mày luôn. Đó, mày làm thần tình yêu hả mày? Ta nói tình yêu như cái cầu tiêu, bao nhiêu cục cức là bấy nhiêu mối tình. Chém chết mẹ mày luôn. Trời đất ơi, nổ quả tên lửa đứt đầu con chó sói luôn. Thế là chú heo con cầm nguyên cái đầu con chó sói và tự bỏ vào trong quần của mình. À quên, chú heo con này không có mặc quần. Ở đây có rất nhiều bạn chó sói cosplay có mặc đồ, nhưng mà đa số là đều là nude. Chắc là những chú chó sói này cũng muốn là nude vì môi trường ấy mà. Chó sói đâu ra và dữ vậy trời. Rõ ràng là mấy con chó sói này chịch không có kế hoạch một chí nào hết. Cho nên là số lượng chó sói ra rất là nhiều. Đã vậy còn đầu tư vào những cái gươm đao, ác quá đi. Đầu tư vào những quả tên lửa đó. Rồi, vậy chị chú heo đã thành mồi cho con chó sói. Ăn chết mẹ luôn. Con chó sói nó vui quá trời vui luôn. Heo con tiếp tục đi vào thành phố. Đi vào thành phố thì chú heo con bắt đầu bị chú cảnh sát. Thật ra không phải là chú cảnh sát đâu, mà là một con chó sói giả dạng đó, đập chết mẹ chú cảnh sát luôn. Bài đặt chuột ba tin à, nó còn giả vờ ăn thành ông ngoại của chú heo con nữa. Nhưng mà xui cho nó, đó là chú heo con rất là ghét ông ngoại của chú, cho nên là chú heo con đập không thẳng tay luôn. Oh my god, con chó sói bắt đầu giả dạng thành Miley Cyrus. Chú heo con rất thích nghe bài I Came In Like The Wrecking Ball. Nhưng mà chú heo con thích nghe bài đó thôi, chứ chú heo con cũng ghét Miley Cyrus luôn, cho nên là chú heo con đập không thương tiếc. Chú heo con đã lụm được có dù cui và dùi vào cu của những con chó sói, cầm cái dáng trượt đập chết bà luôn. Ngày xưa chú heo con cũng trượt ba tin dữ lắm, nhưng mà từ khi chú heo con biết hút bóng thì chú heo con đã không thèm chơi những môn thể thao nữa rồi. Chú heo con bắt đầu sa ngã vào những cái tệ nạn xã hội. Con chó sói giả dạng những con đĩ để dụ chú heo con chịch, nhưng mà chú heo con không muốn chịch những con đĩ tại vì chú heo con rất là sợ bệnh sida. Đó, thấy không, có con đĩ chạy ra kìa, nó giật tóc chú heo con, giật tóc giả của con đĩ đó và chọi thẳng vô mặt của chú cảnh sát. Nói trời ơi, ông làm cảnh sát mà tại sao ông lại để đĩ điếm đi xung quanh thành phố như thế này? Có thằng kia đá trái banh, mày tưởng đây là World Cup hay sao? Tao sút chết mẹ mày luôn. Thế là chú heo con đã trừng trị. Ai da, thế là chú heo con đã bị dính vào chim heo của chú, bởi vì một quả I Came In Like The Wrecking Ball. Sao mày giả Miley Cyrus hoài vậy, mày giả ai khác đi. Chú heo con thích Taylor Swift hơn là Miley Cyrus. Trời ơi, nó đem banh Pokemon vô luôn. Bây giờ bắt đầu nó giả thành Ash Ketchum rồi đó. Trời, tại sao trong thành phố lại có những cái thể loại biến thái như thế này? Chú heo con cũng gần hết máu rồi, chú heo con chỉ còn có cho mình là hai vạch máu mà thôi. Nhưng mà các bạn biết đó, hai vạch có nghĩa là chú heo con đang có bầu rồi. Nhưng mà không sao đâu, tại vì chú heo con là giống đực cho nên là có bầu cũng không sao. Rồi, chú heo con chết ngắt ở số điểm 59 của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Nếu mà các bạn thích câu chuyện của mình về ba chú heo mập như con chó thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và một subscribe để mà các bạn có thể nghe được nhiều câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa, làm cho các bạn mất đi cả cái tuổi thơ. Rồi thì bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Yeah.